Rồi, vậy là xong một em 024 khách đến nhà xem là test thử luôn anh em. Test thử luôn, lấy luôn một cái em 024 này. Đó. Anh xẻ luôn một đoạn cây nhá. Thì bác nào mà ở gần thì cứ đến trực tiếp xem máy, test thử luôn. Ưng thì lấy, không ưng thì thôi. Đã xem là ưng, đã lựa chọn căn chỉnh là ưng ngay. Rồi. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn với bác. Có nhu cầu các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Toàn để ở trên màn hình nhé.